Cả nhà, À. em chúc cả nhà mình ngày mới bình an hạnh phúc ạ. Em thật sự là em rất là vui khi em được hữu duyên biết đến thầy và lớp. Em vô cùng cảm ơn thầy và bạn Oanh. Bạn Oanh là người đã đưa cơ duyên để em đến gặp thầy và cái lớp ngay cái lớp đầu tiên, lớp 2 ngày của tuần cái đây ạ. Bạn Yến Và Oanh không ạ? Bạn Yến Oanh bạn không ạ, bạn Trịnh Thu Anh không? À, Trịnh Thị Oanh. ạ. Đấy, và bạn ấy là người đã giúp em biết đến những bài thần số học để em hiểu được bản thân em và hiểu được gia đình em. Vì khi em đến đây thì em có một trong tư tưởng trong tâm hồn em nó nặng lắm, vì nói là em khóc, em lại chia sẻ cho lớp đấy và em đã khóc vì vợ chồng em đã không hạnh phúc, và em là đang mình em đang nuôi 4 đứa con ạ. Em kinh doanh thì kinh doanh cái đồ đám cưới, mà 2 năm nay thì nhà em lại cái đấy là nó ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh, em không có nguồn thu nhập nào cả. Nhưng mà rồi thế là em vô cơ duyên em gặp được thầy và em cảm thấy là em thay đổi từng ngày từng ngày, mà em không biết từ vì lý do vì sao em đến lúc bây giờ em thấy nó bình yên đến lạ thường. Khi em học thì đến bây giờ chồng em cũng rất là tốt. Lúc đấy là gặp thầy là vợ chồng em không ở với nhau được, nhưng mà cứ nghe những bài giảng của thầy của cô và em cứ tâm niệm trong tiềm thức là chồng em sẽ quay về, thì đúng cái ngày đã quay về được hơn 10 ngày nay rồi. Và khi thấy em thay đổi, thầy ấy cũng mở lòng ra rất nhiều, bây giờ lại muốn em học nhiều hơn, cần em học cả Em ngày. chúc mừng chị cái đã. Tự nhiên chồng quay về 10 ngày nay rồi mà không ăn mừng lớn thì cả cái cục vàng kho báu về với chị rồi mà còn dừng cho mọi người. Hãy chúc mừng cô ấy đi ạ. Cô ấy đôi khi cô ấy cũng không biết đó là kho báu đâu. Anh chị không biết Đó, bây giờ thì biết rồi thầy ạ, trước thì là không biết đâu ạ. Nhiều ngày nào em cũng dậy mà bây giờ cũng không cần đồng hồ nữa, cũng tự đến giờ đó dậy. Ngày trước thì cứ ngủ đến 8, 9 giờ ngủ rồi là cũng chẳng buồn ăn nữa. Bây giờ dậy ngày làm quần quật như thế, rồi trông con, rồi làm, rồi học. Thì mọi người bảo học tiền đâu mà tiền đâu mà học. Em bảo mọi sự vũ trụ đã sắp đặt rồi, cứ thế yên bài học. Và em bảo em cũng chưa thấy em thấy bình yên đến lạ thường trong bao nhiêu năm vật lộn với cuộc đời, mà cũng không thấy mình có gì. Nhưng bây giờ em thấy mọi sự nó đang rất là vi diệu, thì em chia sẻ cho rất nhiều anh chị. Và các anh chị cũng bảo là ô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em nữa. Em bảo các anh chị cứ học đi rồi biết, còn em cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra với em. Miễn là bây giờ em thấy là hạnh phúc, chưa bao giờ em được sống lại một lần nữa như thế này. Và em biết nói là lời biết ơn, lời yêu thương, thì em thấy mọi người xung quanh rất là tuyệt vời và thay đổi. Và đến bây giờ thì em nghĩ là một tay em 4 đứa con đầu nó học mọi thứ, nhưng mà những cái công việc của em cứ từ đâu khách, những khách hàng em không biết cũng tự đến nhà hỏi mua hàng thôi, nên em cảm thấy nó vui mà em biết ơn thầy cô rất là nhiều ạ. ba thay đổi lớn đó, thay đổi thứ nhất là mối quan hệ thì chồng về mối thứ hai là sức khỏe tăng lên, thứ ba là tiền của mình đã trôi chảy tuôn chảy hơn nữa.